Ba ơi, có hơn hàng lần Ôi, kìa. nó rung rung tôi gõ chạy mất luôn rồi. Đầu anh đây nè. Mà nó đi chậm chậm rồi. Con Đi mới nó thấy nó phun lưỡi ra á. à, nó ăn cái gì đó. Le lưỡi ra liếm gì. Ôi, chỗ chạy Nó lắc rồi. rồi cái Nó lắc đuôi. cái đuôi mất trời ha. Ổn Nó chạy xuống đây luôn rồi. Nó bị rớt xuống đây rồi. bị té xuống Ôi, coi một nó cái bị mệt quá, nãy giờ chạy mệt nó thở nữa không. thấy. Thở không hển luôn à. Nghẹp quá. Nãy giờ chạy vòng vòng. Ôi, nó bò rồi, nó lò lên rồi. Nghiệp quá nhưng bà ngoại lại đập nó. Nó bò lên này. Ôi. Nó bò lên rồi ơi. Ấy cái chân này nó bị gì nè?